Xin chào mọi người. Nhiều người comment rồi nhắn tin cho Ad bảo là ra chuyện này nhiều thêm tí, nhưng mà nói thật là Ad không có thời gian. Nhưng mấy chuyện như tu chân chính thần ở rễ Phú Đại Gia không bỏ được, tại vì chuyện đó là group mình là theo quá lâu rồi, mà bây giờ cái công dịch nó lâu lắm, dịch một clip một chương á, một một clip á, đề xuất lên cho mọi người nghe á, là ít lắm cũng phải tiếng rưỡi 2 tiếng là nhanh á. Thì mọi người nghĩ thử coi, tu chân rồi chân mẹ Phú Đại Gia chiến thần 4 truyện là hết, phải ít lắm của ác là 7 tiếng rồi đó, là dịch không đó. Thành ra là thôi ác sẽ cố gắng lên làm sao được 2 clip một ngày nha, mọi người thông cảm chứ không có thời gian nữa. Nói thật, ác làm việc từ 8 giờ cho tới 11 giờ khuya đó, từ mấy hôm là 12 giờ khuya chỉ tập trung vào YouTube không á, không chỉ ăn ngủ tại chỗ đó. Chàng rể phế vật tập 101. Ông Thái lúc này quát lớn một tiếng, hai tay như que củi giang rộng, nắm tay làm dấy lên những trận gió điên cuồng đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh né trái đánh phải, đạp vào cước về phía ngực ông Thái. Ông Thái vội vàng hướng tay xuống dưới đánh về phía chân Lâm Minh, đồng thời khom người tránh đòn tấn công. Nhưng sức lực của cú đạp đó thực sự là quá đáng sợ. Ông Thái bị đạp trúng vào tay, không thể chống đỡ nổi, lập tức bị đẩy lùi hơn 10 bước. Ông Thái, Lưu Cảnh Pha lo lắng hét lên. Ông Thái còn chưa đứng vững, Lâm Minh đột nhiên vọt tới một bước. Ông Thái gầm lên, đã lảo đảo đánh một quyền về phía mặt Lâm Minh. Quyền sắp đến gần, Lâm Minh đưa tay bọc lấy nắm đấm đang đánh đến một cách chuẩn xác. Tất cả đòn đánh của ông Thái đều bị anh hóa giải. Cái gì? Ông Thái trợn tròn hai mắt. Lâm Minh đột nhiên dùng sức, nắm đấm ông ta bị bóp nát. Một tiếng gào thảm thiết là vang lên. Lâm Minh thả tay ra, giữ lấy cổ tay ông ta, nhanh chóng lướt tới một đường red. Một tiếng đồng quý dị lại vang lên. Cánh tay ông Thái không còn sức lực, buông thõng xuống, không nhấc lên được nữa. Ông Thái nặng nề ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cánh tay, đau đến mức điên cuồng thở dốc, gần như sắp ngất xỉu. Cánh tay bị phế, ông ta đã không còn sức lực ngăn cản Lâm Minh, thậm chí Hành Phong chưởng ông ta cũng vì vậy mà bị phế. Sao lại như vậy chứ? Lục Ảnh Pha ngơ ngác nhìn cảnh tượng đáng sợ đó, không nói nên lời. Ông Thái cũng không phải là đối thủ, bên hắn thì còn ai có thể ngăn chặn người này chứ? Là mình bước chân ra đi thẳng đến trước mặt hắn, yên lặng nhìn hắn chằm chằm. Tôi đưa cho anh là đến huyết cùng sâm hoàng, tôi đưa cho anh cả. Lương Ảnh Pha luôn đã điên cuồng vội hét lên, anh nên làm như vậy từ sớm mới đúng. Là mình nói, sau đó sẵn táo lên. Lương Ảnh Pha liếc nhìn sởn cả gai ốc, suýt chút nữa không đứng vững. Nơi cổ tay Lâm Minh chính là lạc đinh huyết dày đặc, đã có đến hơn 10 mấy giọt. Thảo nào người này lại mạnh đến vậy, nhiều lạc đinh huyết như thế, nghịch thiên quá rồi, anh ta quá là nghịch thiên rồi. Lương Ảnh Pha tắt mồ hôi lạnh, cảm thấy sau lưng lạnh toát, hắn không dám chần chừ thêm nữa, lập tức trích lạc đinh huyết ra dâng sâm hoàng lên. Lâm Minh quan sát của nhân sâm giống như được tưới vàng đó, nhẹ nhàng thở phào, cất nó vào, quay về thôi. Anh xoay người nói với Long Thủ, thầy, Lực Anh Pha và người của ông ta không việc ác nào không làm, gây ra nhiều không ít tội nghiệp, cứ tha cho họ như vậy hay sao? Long Thủ tiến lên phẫn hận nhìn chằm chằm Lực Anh Pha nói ra, những cái này không liên quan gì đến tôi, nhưng lúc trước tôi đã nói rồi, đối đầu với tôi thì phải chuẩn bị tinh thần bị tàn phế đi. Là mình suy nghĩ một lúc sau đó nói, các ông hãy phế bỏ tay trên bọn họ, giao cho người của thôn dược xử lý đi. Vâng, Lâm Thủ gật đầu dẫn người đi tới. Các người định làm gì? Dừng dừng tay, mau dừng tay. Tiếng la hét thảm thiết vang vọng tới mây xanh. Đám người Lưu Cảnh Pha bị tàn phế, kết cục của họ là không thể nghi ngờ. Người có thôn dược chỉ muốn ăn thịt bọn họ, gặm xương bọn họ. Là mình lại không có hứng thú với Lưu Cảnh Pha. Bây giờ anh ấy được 17 giọt lạc đinh huyết, còn kiếm được Sâm Hoàng có thể sánh ngang với Huyền Sâm Vương. Bây giờ Huyền Sâm Vương được coi là chí bảo tôn thờ ở nhà Lâm, còn Sâm Hoàng này cũng là chí bảo tổ truyền đời đời của thôn Dược Tân Điền. Thật ra tin tức thôn Dược Tân Điền có Sâm Hoàng tồn tại đã được truyền ra từ rất lâu, nhưng thôn này lại luôn sống ẩn sâu bên trong rừng, muốn tìm tung tích bọn họ không đơn giản. Làm thủ vốn cũng không có manh mối, nhưng nơi này tình cờ được ngự Lục Ảnh Pha phát hiện, đám Lục Ảnh Pha bèn giết tới đây.
Lâm Phụ cũng thông báo cho Lâm Minh ngay lập tức đang nhanh chóng đuổi tới. Đám người Lưu Cảnh Pha này Lâm Thủ đã theo dõi từ trước. Thực ra Lâm Thủ không phải người ghét ác như thù, nhưng những việc bà Lưu Cảnh Pha làm mấy năm nay thật sự khiến người ta căm hận, thật sự đến mức ai cũng căm ghét. Giết người cưỡng hiếp giống như cơm bữa, còn có những hành động đáng sợ hơn nữa. Đến lần này Lâm Minh không kịp đuổi tới, e rằng cả thôn Dược Tân Điền đã bị huyết tẩy không chừa một ai. Bây giờ Lưu Cảnh Pha đã bị phế, coi như xem như ác giả ác báo. Ngũ thôn Dược Tân Điền chắc chắn muốn lột da rút cân hắn. Lâm Minh không hề hứng thú với chuyện này, có được thứ mình cần thì chuẩn bị lên trực thăng rồi đi. Anh Lâm xin hơi đợi một lát. Lúc này Nhan Khải Nhi hô lên. Lâm Minh hơi nghiêng đầu nhìn cô. Những con mặt tuấn tú giống như thiên thần của Lâm Minh, Nhan Khải Nhi không khỏi đỏ bừng mặt, lao sơ qua vết bùn đất trên mặt mình, sau đó khẽ giọng nói: Anh Lâm, lần này rất cảm ơn anh đã ra tay trường nghĩa. Không còn khách sáo, tôi cũng không tính là ra tay trường nghĩa, và đến đây là có mục đích. Tôi biết, nhưng dù thế nào, nếu không có anh, thôn Dược Tân Điền chúng tôi e rằng không còn tồn tại được nữa. Anh Lâm, tôi sẽ ghi nhớ ơn mời này. Nhan Khải Nhi mỉm cười nói ra. Lâm Minh gật đầu. Vậy được, có duyên sẽ gặp lại. Anh Lâm, xin hãy đợi một chút. Còn chuyện gì nữa sao? À, anh Lâm, anh thực sự muốn mang Sâm Hoàng đi sao? Nhan Khải Nhi do dự một lúc, sau đó mới thận trọng hỏi. Cô không quan tâm đến Lạc Linh Huyết, nhưng Sâm Hoàng là vật tổ tiên truyền lại, để đến đời cô mà làm mất nó. Làm sao cô, anh nói với tổ tiên đây? Cô không đành lòng sao? Đương nhiên là không đành lòng, nhưng anh Lâm muốn lấy nó đi, Khải Nhi cũng không có cách nào. Dù vậy Khải Nhi vẫn muốn bảo vệ Sâm Hoàng, vả lại thôn Dược đã nợ ơn của anh Lâm, nên Khải Nhi muốn giúp sức cho anh Lâm. Cô giúp tôi sao? Cô có thể giúp gì cho tôi chứ? Thôn Dược Tân Điền chúng tôi ẩn cư ở đây là để bảo vệ Sâm Hoàng. Bây giờ Sâm Hoàng không còn, chúng tôi cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Tôi thấy anh biết dùng châm bạc, có lẽ là người của y đạo. Chẳng bằng thế này đi, Khả Nhi giúp anh trồng dược liệu kỳ hạn 3 năm để báo đáp, anh thấy thế nào? Trồng dược liệu sao? Là mình hơi bất ngờ. Anh đừng cảm thấy không đáng giá, mặc dù Khả Nhi tuổi trẻ non nớt, nhưng tôi đã học được tay nghề từ tổ tiên truyền lại. Cây thuốc tôi trồng được không giống như những cây thuốc khác, anh có thể để Khả Nhi thử xem. Nhắc Khả Nhi cười thật tươi. Truyền nhân của Nam Dược Hoàng há lại không biết không có một chút bản lĩnh sao? Cô nhân không cần tự phải coi thường mình. Tôi tin cô có tay nghề, chỉ là cô vẫn không thành thật với tôi mà thôi. Lâm Minh lắc đầu nói. Không thành thật sao? Anh Lâm, tôi không hiểu ý anh. Nhắc Khả Nhi hơi hoảng loạn. Lâm Minh lắc đầu. Cô nói bảo đáp tôi trồng dược liệu cho tôi, thực ra là muốn sắp xếp đường đi tiếp theo cho thôn Dược Tân Điền của cô. Hơn nữa, cô vẫn chưa từ bỏ Sâm Hoàng đúng không? Nhan Khải Nhi biến sắc, im một lúc đầu, sau đó lật đầu. Không sai, có thực tôi vẫn chưa từ bỏ được Sâm Hoàng, đó dù gì cũng là vật tổ truyền lại. Tôi không thể làm mất, nhưng anh Lâm, anh cứ yên tâm. Dù tôi vẫn hy vọng có thể lấy lại Sâm Hoàng, nhưng tôi chắc chắn sẽ dùng cách đường hoàng để lấy lại, chứ không phải dựa vào mấy trò đầu cơ lục trục lợi, bắt gà trộm chó. Cách đường hoàng như thế nào? Tôi có thể nuôi trồng một loại cây đặc biệt cho anh. Tôi muốn dùng nó và cách trồng để đổi lấy Sâm Hoàng. Có gì đặc biệt mà có thể so sánh với Sâm Hoàng chứ? Đó là tuyệt kỹ của Nam Dực Hoàng. Ông nội tôi nói suông thì vô ích, nên Lâm đồng ý. Chúng ta có thể giao dịch. Đồng ý hay không, bây giờ đó không tính. Cô trồng trước rồi hãy nói. Lát nữa tôi sẽ sang người đón cô đến Huyền Y Phái. Tôi sẽ sắp xếp công việc, cung cấp chỗ cho thôn Dược Tân Điền các cô. Từ hôm nay trở đi, các cô xem như là người của Huyền Y Phái. Nếu cô xác định dược liệu mà cô trồng đáng giá đó, tôi sẽ trả lại Sâm Hoàng cho cô. Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó lên trực thăng phất tay, cánh quạt của trực thăng lập tức chuyển động. Nhan Khải Nhi nhìn chằm chằm Lâm Minh, nhưng trong mắt ánh lên vẻ kiên định. Anh đợi đó, Lâm Minh, tôi nhất định sẽ lấy lại Sâm Hoàng. Lúc rời khỏi thôn Dược Tân Điền, Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm. Còn thiếu ba giọt nữa. Anh nhìn cổ tay mình lẩm bẩm. Lạc Linh Huyết có thể khiến người ta thay đổi rất lớn, nhưng những gì thay đổi đó chỉ nằm ở ngũ cảm, trí nhớ và cơ thể. Đương nhiên, nghiêm ngặt mà nói, thay đổi này không có sự lột xác nào mang tính thực chất. Sự lột xác chân chính là do 20 giọt Lạc Linh Huyết đem lại. Cố gắng truy tìm tung tích của Lạc Linh Huyết, một khi có tin tức lập tức thông báo cho tôi. Lâm Minh nghiêng đầu nói với người bên cạnh. Vâng, Chủ tịch Lâm. Người bên cạnh lật đầu. Lúc này Long Thủ bắt máy, một lúc sau cúp máy, với mặt nghiêm nghị nhìn Lâm Minh. Thầy, vừa rồi Mã Hải gọi tới, ông ta nói thầy hãy mau chóng quay về công ty. Xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lâm Minh truyền thuận miệng hỏi.
Nhà họ Lâm ở Yến Kinh tăng tốc đưa thuốc mới ra thị trường, ngày mai thuốc mới sẽ được ban bắt đầu bán. Lâm Cửu nhớ giọng nói. Đồng tử mắt Lâm Minh hơi mở to ra, sau đó anh nhắm mắt lại không nói tiếng nào. Ngày mai đưa ra thị trường sao? Xem ra nhà Lâm không đợi được, muốn thâu tóm tập đoàn Dương Hoa. Nghĩ lại thì cũng phải, dù sao đại hội cũng sắp mở ra, nhà Lâm đã không còn thời gian nữa. Chủ tịch Lâm, mà hãy nói tôi hỏi thầy, thuốc của chúng ta khi nào thì đưa ra thị trường? Lâm Cửu lại hỏi. Thuốc chúng ta không đưa ra thị trường nữa. Lâm Minh lại mở mắt ra, thản nhiên nói. Bây giờ lập tức quay về Huyền Y Phái, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Bắt đầu từ mai, Huyền Y Phái chúng ta sẽ bận rộn lắm đó. Lâm Cửu sững sờ, thầy nói vậy là có ý gì? Đó đơn giản, danh dự của nhà Lâm sẽ bị hủy hoại vào ngày mai, còn Huyền Y Phái sẽ đặt nhà họ Lâm đợi dưới gót chân. Lâm Minh lại nhổ nói ra. Gia tộc ở Yến Kinh rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều là gia tộc trăm năm, truyền thừa phát triển nhiều năm, thâm canh cổ đế, quan hệ đan xen phức tạp, trong đó có vài gia tộc từng nắm bắt được cơ hội một bước lên trời. Đương nhiên, những gia tộc như vậy ở Yến Kinh cũng chỉ có thể xếp ở tầng lớp hạng trung. Nếu muốn nói đến gia tộc lớn thì phải kể đến những gia tộc xa xưa kéo dài từ thời cổ đại đến nay. Lâm Thị là một trong số đó. Thực ra kết cấu của nhà Lâm đã không còn giới hạn ở Yến Kinh. Ở các tỉnh trong nước đều có gia tộc con cháu của Lâm Thị. Bọn họ đều dựa vào gia tộc chính để phát triển, đợi sau khi hùng mạnh thì đem lợi ích về cho gia tộc chính. Hiện nay, sau khi loại thuốc tên Dưỡng Tâm Phục Phương Hoàn được nhà Lâm đăng ký kinh doanh, người nhà Lâm ở các tỉnh sẽ bắt đầu sử dụng quan hệ tuyên truyền tạo thanh thế mạnh mẽ. Chỉ mới một ngày, cả nước đều xôn xao. Dù sao, đây cũng là thần dược trị tận gốc bệnh tim, được các chuyên gia giáo sư nổi tiếng trong nước cùng nhau đề cử. Nhà Lâm cũng ác liệt, ngày đầu tiên đưa thuốc ra thị trường đã tổ chức hoạt động thử thuốc ở các nơi miễn phí tặng thuốc, không có tác dụng không lấy tiền. Nhiều quần chúng xem náo nhiệt, ôm tâm thái cho không lấy thì quẩn, thế là đem về dùng thử. Phải biết rằng tiền vốn để điều chế ra loại thuốc này không hề nhỏ, trong thành phần của nó cũng có nhiều dược liệu quý hiếm. Nhưng nhà Lâm biết phải thả con săn sắt bắt con cá rô, bây giờ chắc chắn không thể keo kiệt. Huống hồ nhà Lâm hiểu rõ thuốc mới của Dương Hoa cũng sắp được đưa ra, bọn họ phải nhanh chóng giành được thị trường trước khi thuốc mới của tập đoàn Dương Hoa được tung ra, chiếm vị trí số 1, không cho tập đoàn Dương Hoa không gian. Là để mục đích của nhà họ Lâm không phải vì lợi nhuận, mà là vì chèn ép không gian sinh tồn của tập đoàn Dương Hoa, khiến tập đoàn Dương Hoa phải thoái hiệp. Chiêu này cực kỳ độc ác. Thật ra có rất nhiều gia tộc công ty nhắm vào tập đoàn Dương Hoa, nhưng thực lực bản thân tập đoàn Dương Hoa cũng không kém, muốn nuốt chửng được Dương Hoa không có đẳng cấp như nhà họ Lâm thì không dễ ăn. Thuốc mới tung ra trên truyền hình, trên mạng toàn là quảng cáo, thậm chí trên phố ngõ hẻm cũng dán đầy tờ rơi. Thành thể như thế này có thể dùng hai chữ ngút trời để hình dung. Là mình đứng ở tầng cao nhất của công ty, cầm điện thoại đứt xem báo không khỏi thở dài. Không hổ danh là nhà Lâm, chỉ một ngày đã khiến mọi người đều biết đến thuốc này, gần như là thần dược. Cách quảng cáo này chúng ta theo không kịp. Không những vậy, nhà Lâm còn đăng ký độc quyền, hơn nữa đã mời các luật sư nổi tiếng ở Yến Kinh. Nếu thuốc mới của chúng ta tung ra, bò nhất định sẽ đưa đơn kiện mời chúng ta ra tòa ngay. E rằng Khang Gia Hào, Kỷ Văn cũng phải là đối thủ. Mãi ở phía sau công kinh nói, chỉ tiếc chúng ta sẽ không lên thuốc mới, sự chuẩn bị của họ đều uổng phí thôi. Là mình cho điện thoại vào túi, thản nhiên nói. Bên Huyền Y Phái chuẩn bị thế nào rồi? Đã tập hợp 50 chiếc xe cấp cứu sẵn sàng đợi lệnh. Những chiếc trực thăng lúc trước cũng đã được điều tới, đồng thời đã dọn ra một số lượng lớn phòng cấp cứu có thể đảm bảo người bệnh vào trong sẽ được tiến hành chữa trị ngay lập tức, các phương diện để đều được chuẩn bị sẵn sàng. Mà hãy nói ra, vẫn chưa đủ. Là mình suy nghĩ một chút rồi nói ra, chưa đủ sao? Mà hãy sản xuất. Lập tức triệu tập từ Nam Đống, Từ Thiên sử dụng sức mạnh ở Nam Thành, bố trí trạm y tế ở nơi trên toàn quốc, liên hệ chuyên xe, chuyên cơ, sẵn sàng đợi lệnh. Bố trí trạm y tế ở nơi trên toàn quốc sao? Chủ tịch Lâm, bố trí ở các thành phố trên toàn quốc sao? Không chỉ là thành phố, huyện, trấn, thị xã, tất cả đều bố trí trạm y tế cho tôi. Chủ tịch Lâm, nếu vậy e rằng tập đoàn Dương Hoa chúng ta sẽ tiêu tốn chi phí rất lớn. Chuyện này có ổn không? Mà hãy sốt ruột, cứ trích ra. Tiền không đủ, công ty trích tiền. Nếu vẫn không đủ thì đi vay ngân hàng, mọi tổng giao cho người của phòng tài vụ, gọi cho giám đốc các ngân hàng lớn. Là mình nghiêm túc nói. Nhưng chủ tịch Lâm, dù tiền có đủ thì trong thời gian ngắn chúng ta không tìm được nhiều người như vậy. Giọng Mã Hải cũng run rẩy.
cách nghĩ và cách làm của Lâm Minh quả thực là quá bạo, quá điên cuồng. Anh muốn làm gì chứ? Đảm bảo y tế trên cả nước để không xảy ra một sai sót gì sao? Sao có thể chứ? Sức tuyên truyền của nhà Lâm quá lớn, anh không thể nào làm đến mức không sót một ai. Sắc mặt Lâm Minh xa sầm, nhắm mắt lại suy nghĩ. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Tôi đi đến viện điều dưỡng một chuyến, lát nữa tôi sẽ phái người liên hệ với ông. Nói xong, Lâm Minh rời khỏi hiện trường. Chủ tịch Lâm, chủ tịch Lâm. Mã Hải vội vàng gọi hai tiếng, nhưng Lâm Minh đã rời đi. Mã Hải khẽ thở dài, sau đó liền thở ra, gọi vào một số. Tiền không phải là vấn đề lớn, với tương lai và danh dự của tập đoàn Dương Hoa và các ngân hàng lớn, một khoản chắc chắn có thể vay được. Nhưng người thì lại là vấn đề lớn. Nếu muốn bố trí trạm y tế ở các nơi trên toàn quốc thì phải được bao nhiêu nhân lực vào đó chứ? Theo cách nghĩ của Mã Hải, tốt nhất là tuyển người ở địa phương. Nhưng thời gian gấp rút, sao thể tuyển được nhiều người như vậy chứ? Chủ tịch Lâm sốt sắng như vậy là rốt cuộc đang chuẩn bị làm cái gì chứ? Đến nay, Mã Hải vẫn không hiểu rốt cuộc Lâm Minh đang muốn làm gì. Lúc này, Lâm Minh ngồi trên xe công ty sắp xếp đi thẳng đến viện điều dưỡng ở ngoài ô, thuận lợi gặp được Trịnh Nam Thiên. Lúc này, Trịnh Nam Thiên vẫn ngồi trên xe lăn, được người đắp chiếc thảm, bộ dạng như người sắp chết, nhưng Lâm Minh nắm bắt được sự sâu sắc và tinh thần trong mắt ông ta. Đây chỉ là một lớp ngụy trang bên ngoài mà thôi. Ha ha, nhắc, sao cậu lại đánh đổi đến đây chứ? Lâu rồi không thấy cậu đến, cậu mà còn không đến, tôi định tìm cậu đến uống rượu đó. Nhìn thấy Lâm Minh đến, tâm trạng của Trịnh Nam Thiên rất tốt, vỗ đùi đứng dậy. Mặc dù ông ta trông có vẻ rất gầy gò, nhưng mỗi động tác lại có lại sức mạnh không thể che giấu. Dù sao cũng là chiến thần trong quân đội, chỉ mới giở tay giúp chân đã có một loại áp bách. Xem ra ông hồi phục rất tốt, tiền bối. Lâm Minh nở nụ cười tươi đi tới, ôm lấy ông ta. Tất cả là nhờ ý thuật của cậu, nhưng mà nhấp đầy. Tôi cũng không ở đây được lâu nữa, gần đây bên đó rất hỗn loạn. Cấp trên đã tìm một cái cớ cho tôi, có lẽ qua một thời gian nữa tôi sẽ phải rời khỏi Giang Thành. Trịnh Nam Thiên thở dài, hơi buồn rầu nói ra. Rồng không thể mà ở mãi nước cạn, ông cũng đến lúc nên ra ngoài rồi. Lâm Minh nói ra, ở mãi nước cạn sao? Ha, nhóc, câu này tôi phải trả lại cho cậu mới phải đó. Trịnh Nam Thiên nheo mắt nhìn Lâm Minh, nói đầy ẩn ý. Người như ông ta, sao thể không nhìn ra chỗ hơn người của Lâm Minh chứ? Dù Lâm Minh luôn che giấu bản thân, nhưng Trịnh Nam Thiên từng gặp vô số người, há lại không có chút mắt nhìn hay sao? Lâm Minh không nói gì. Trịnh Nam Thiên vươn tay, cái ngón tay Lâm Minh. Được rồi, không nói lời thừa thãi nữa, đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Đám thọ đế ở đây hoàn toàn không uống được rượu. Uống mấy ngục đã gục rồi, hôm nay cậu phải uống với tôi vài ly đó. Tiền bối, hay là để lần sau đi. Sao nào, chút mặt mũi này mà cậu không cho tôi sao? Trần Tân Thiên hơi bất hứng. À, không phải là không cho, mà là chuyện lần này rất gấp. Gấp sao? Trần Tân Thiên nhớ mày, gấp thế nào? Một khi xử lý không tốt, có thể sẽ đến trăm nghìn người bị chết đó. Lâm Minh bình tĩnh nói. Trần Nam Thiên lập tức trầm mặt. Ông ta là một quân nhân, cũng là một tướng quân. Trách nhiệm của tướng quân là giữ vững biên cương, bảo vệ quốc gia, nhưng đồng thời cũng thương dân vì dân. Đối với những chuyện này, đương nhiên ông ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cậu nhắc bà, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói rõ từ đầu tới đuôi cho tôi nghe xem nào. Trần Nam Thiên nghiêm mặt gằn giọng. Mà người quan trọng, ông ta nào còn tâm trạng để uống rượu nữa. Tiền bối hỏi thì tôi cũng trả lời thật. Lúc trước nhà Lâm đã cứu người với Giang Thành. Là mình thuật lại đại khái sự việc, anh không giấu giếm một chút gì, chỉ nói sự thật, dù Trịnh Nam Thiên có nghĩ như thế nào cũng không sao. Bởi vì là mình biết, đối với người như Trịnh Nam Thiên, anh không nên nói dối nửa lời, nếu không, một khi để ông ta phát hiện thì tình cảm coi như đi đứt. Vô lý, Trịnh Nam Thiên đập tay xuống bàn, trừng mắt với Lâm Minh, nhắc, đây là chuyện tốt mà cậu làm đấy hả? Tôi đã làm gì chứ? Lâm Minh hỏi ngược lại, rõ ràng là cậu biết bọn họ tạ ra thuốc vẫn không đúng. Tiếp tục nghiên cứu ra các loại thuốc cực kỳ nguy hiểm mà cậu vẫn dùng túng cho họ. Tại sao cậu không nhắc nhở bọn họ? Trần Đại Tiên tức giận hỏi. Lâm Minh nhìn ông ta, anh không nói gì. Trần Đại Tiên tức giận. Nhưng bỗng nhiên, ông ta cảm nhận được gì đó không đúng. Tiền bối, còn gì muốn nói không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Trần Đại Tiên cau mày không nói gì. Tiền bối, hình như ông đã hiểu ý của tôi rồi đấy. Đầu tiên, phương thuốc tôi là bị bọn họ trộm. Đúng là anh trộm đó. Tôi cố gắng lấy lại nhưng không được. Thứ hai, thuốc dẫn cũng không phải là cho tôi đưa mà do bọn họ nghĩ ra. Nói ra thì hậu quả mà họ phải gánh là do họ chịu trách nhiệm chứ không phải là tôi. Để cho tiền bối đổi cho tôi thì có phải là oan uổng hay không? Lâm Minh điều lành nói. Điều này Trần Nam Thiên á khẩu. Đương nhiên tôi không phải là kẻ máu lạnh vô tình. Chuyện này không hề nhỏ nên tôi mới tới đây. Tôi lập tức báo cáo sự việc lên cấp trên. Trần Nam Thiên nghiêm túc nói.
không kịp nữa rồi. Nhà Lâm vì muốn tấn công tập đoàn Dương Hoa của tôi mà đã dùng tất cả mối quan hệ có thể có để tung thuốc ra thị trường. Có lẽ bây giờ đã có hàng trăm nghìn người bệnh mua thuốc này. Hơn nữa, một chút là thuốc này trước mắt không hề có bất kỳ di chứng gì. Dù ông có báo cáo lên trên thì với thủ đoạn của nhà Lâm, họ cũng sẽ cào bằng tôi, trừ khi ông đích thân đi Yến Kinh một chuyến. Sắc mặt Trần Nam Thiên trông vô cùng khó coi, Lâm Minh nó có lý. Dù sao thì đây cũng là nhà Lâm nếu bọn họ không thể khinh suất được. Theo ý của cậu thì cậu định làm thế nào? Trần Nam Thiên hỏi lại. Vậy tôi mới tới đây. Lâm đã ra. Giờ đi ngăn chặn nhà Lâm thì đã không kịp nữa rồi. Cho dù nhà Lâm có ngừng sản xuất thuốc thì số thuốc đã bán ra cũng đã được giao đi khắp nơi. Điều mà chúng ta làm là ngăn chặn hậu quả, tức là cứu người. Cứu người sao? Đúng vậy. Lâm mình trở nên nghiêm túc, đôi mắt anh ánh lên vẻ tự tin. Đó là sự tự tin tuyệt đối, là một niềm kiêu hãnh ngút trời. Trần Lâm Thiên bị dao động bởi ánh mắt của anh, thì chúng ta vẫn vô thức hỏi, có cứu được không? Tới người nào tôi cứu người đó. Nhà Lâm tạo nghiệp thì tôi sẽ trả nghiệp. Lâm mình lại được nói, nhưng mà món nợ này cậu trả không hết được đâu. Trần Lâm Thiên trầm giọng nói, tôi chỉ là có một món nợ này mà còn có món nợ khác nữa tính gộp vào. Được, tôi lập tức gọi điện thoại điều động người ở khắp nơi đến trợ giúp cậu. Là mình bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ giao cho cậu một phần quyền chỉ huy. Bây giờ cậu cũng là một người quân nhân rồi. Trần Lâm Thiên nghiêm túc nói và phất tay. Tiểu Kiều lập tức chạy vào. Một lúc sau, anh ta đã cầm một chiếc điện thoại cổ xưa với vẻ mặt trang nghiêm đi tới. Trong một căn phòng VIP sang trọng, cạn đi. Tiếng hô vang lên khắp phòng, ai nấy nâng đi chúc mừng. Lâm Tùng uống một ngụm rồi ngồi xuống nhìn Lâm Vũ Hào với ly rượu còn đầy ở trên cạnh. Anh Hào, lần này may mà có anh, nếu mà không có anh thì tôi thực sự không thể nào an toàn rời khỏi Dương Hoa được. Chúng ta có người nào lập được công lớn như vậy? Nào, tôi thay mặt mọi người kính anh Hào một ly. Nào, vô. Tiếng cười vang lên, rượu lại được nâng ly. Lâm Vũ Hào không thể hiện biểu cảm gì, chỉ khẽ mỉm cười và đưa ly lên uống một ngụm. Hắn lại nhìn nói, đây mới chỉ là bước đầu thôi. Mục đích chủ của dân tộc đó là lấy lập tập đoàn Dương Hoa. Bây giờ Lâm Minh là kẻ đầu tiên cần xử lý. Sau khi thâu tóm được thị trường trong nước, chúng ta sẽ mở rộng ra nước ngoài. Lúc đó bọn chúng sẽ lỗ sặc máu và chủ tịch Lâm sẽ chạy tới cầu xin chúng ta. Việc của chúng ta là chấp nhận tất cả và nhìn chủ tịch Lâm thường ngày trực thượng phải khuất phục. Ha, tuyệt vời, tuyệt vời. Nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đó là tôi đã thấy khó chịu rồi. Trước bà nhỏ Lâm mà hắn làm bộ làm tịch cái gì không biết. Chuẩn đó, nó cũng xứng mang danh họ Lâm sao? Đám đông nhốn nháo chửi rủa. Lúc này cửa phòng bị ai đó đạp bung. Ai vậy? Tất cả mọi người đứng bật dậy, trừng mắt nhìn ra cửa với vẻ tức giận. Một cô gái bước vào. Cô gái ngồi xuống không chút khách sáo, từ rót cho mình một ly rượu và bắt đầu ăn đồ ăn. Đám đông đang điên máu nhìn thấy cô gái cũng nhìn giật mình. Cô Ngữ Yên sao? Cả đám thất kinh. Em gái, xem này tới rồi. Lâm Vũ Hào bất ngờ. Em không tới được sao? À, không phải, chỉ là chú hơi nghiêm khắc. Không phải lúc này em phải ở nhà nghiên cứu y thuật sao? Lâm Vũ Hào mỉm cười nói, chán quá mà, em nói cha sắp xếp việc cho em. Bây giờ anh đi cùng em một chuyến đi. Lâm Ngữ Yên lau một trái cherry rồi bỏ vào trong miệng. Việc gì chứ, đi Giang Thành một chuyến. Lâm Ngữ Yên lấy từ trong túi ra một bức thư đưa cho Lâm Vũ Hào xem. Cô ta thản nhiên nói, đại hội sắp bắt đầu, gia tộc muốn có được tập đoàn Dương Hoa. Trong thư đã đưa ra mệnh lệnh, trong vòng 3 ngày phải khiến Dương Hoa thuộc về nhà Lâm. Thành Yên Lâm cũng phải quay về làm việc cho nhà họ Lâm. Anh đi với em, đi làm công tác tư tưởng với kẻ đó. Anh đi với em sao? Lâm Vũ Hào ngạc nhiên, sao không đủ sao? À, đủ rồi em gái, anh lập tức sắp xếp xe. Lâm Vũ Hào vừa đứng bật dậy và chạy ra ngoài. Cùng với thuốc mới được tung ra, toàn bộ cổ phần của doanh nghiệp Lâm Thị cũng tăng lên đáng kể. Không chỉ có vậy, thậm chí những công ty mà doanh nghiệp Lâm Thị từng hợp tác cũng chịu sự tác động. Lợi thuốc mới này đúng là quá khủng khiếp, trị được tận gốc bệnh tim mà, không phải là thuốc cầm chừng, không phải là thuốc bổ, mà là thuốc trị được bệnh tận gốc bệnh tim. Bệnh tim là bệnh khó trên thế giới, bao nhiêu năm qua, con người luôn cố gắng khắc chế cái bệnh này, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì đột phá. Lúc này, nhà Lâm cuối cùng cũng đã sản xuất ra được loại thuốc mới rồi, không biết bao nhiêu gia đình hoan hô mừng rỡ, không biết bao nhiêu người múa may quay cuồng. Vô số người thậm chí còn lên mạng ca tụng doanh nghiệp Lâm Thị, và có cả một bài hát khen ngợi bọn họ đang nổi nhiệt hồn trên mạng. Sáng sớm hôm sau, nhà báo đã vây kín trước cửa nhà máy của Lâm Thị. Nhà Lâm đành phải cử người ra, một ngày không biết phải tiếp đón bao nhiêu cuộc họp báo. Ngay cả các hiệp hội và tổ chức y tế thế giới cũng bị chấn động.
Anna lập tức gọi điện thoại cho Lâm Minh hỏi thăm tình hình. Bởi vì cô ta thấy loại thuốc như vậy chỉ có Lâm Minh mới tạo ra được, nên đương nhiên là cô ta cảm thấy có hứng thú. Thế nhưng Lâm Minh chỉ đáp lại bằng vỏn vẹn ba từ: mặc kệ đi. Anna là người thông minh, lập tức hiểu ngay ý của Lâm Minh là gì. Cô ta im lặng, cho dù ngữ hiệp hội có đi khảo sát thì cô ta cũng sẽ xin nghỉ phép không đi. Tại đỉnh tòa nhà, Lâm Minh vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc và như là cảnh đêm của Giang Thành. Reng. Tiếng điện thoại đổ chuông là Tô Nhân gọi, anh liền nghe máy. Anh đi đâu thế? Sắp 7 giờ rồi, còn chưa về sao? Cơm nấu xong cả rồi, cả nhà đang đợi anh đó. Tô Nhân nói bằng giọng phàn nàn. Con gái, con bận tâm làm gì? Con sắp được gả cho chủ tịch Lâm rồi. Đừng có nói chuyện nhiều với cậu ta nữa. Nếu không để chủ tịch Lâm biết được thì sẽ không hay đâu. Chuyện lần trước ở công ty, nếu không có chủ tịch Lâm ra tay thì chúng ta đã gặp rắc rối lớn rồi. Con hy vọng gì ở kẻ body như cậu ta chứ? Lâm Minh có thể nghe thấy rõ tiếng chửi rủa của Trương Tình Vũ ở đầu dây bên kia, mà ta cố tình nói rất to như để Lâm Minh có thể nghe thấy. Lâm Minh chỉ cho mày không nói gì. Tô Nhân tỏ ra lúng túng. Anh có chút việc không về nữa, mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Lâm Minh hít một hơi thật sâu. Tô Nhân ngập ngừng. Nói xong cô bèn tắt máy. Thằng đó có về không? Trương Tình Vũ hừ giọng. Mẹ, anh ấy nói việc có việc bệnh nên không ăn. Biết điều đó. Tối nay chúng ta chúc mừng là được rồi. Nào con gái, chúng ta uống chút rượu vang đi, chúc mừng công ty và tập đoàn Dương Hoa đã có bước đầu hợp tác thành công. Không có Lâm Minh, bà ta cười tươi hơn nhiều. Lần này đúng là phải cảm ơn chủ tịch Lâm. Tô Nhân cũng mỉm cười. Lúc này Tô Quảng đang ăn, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn lên tiếng. Con gái, con xem thế này có được không? Chúng ta tìm lúc nào đó mời chủ tịch Lâm ăn cơm, cảm ơn cậu ấy, tìm thể thăm dò xem ý tứ cậu ta như thế nào, con thấy sao? Vừa dứt lời, hai mắt Trương Đình Vũ sáng như sao. Đúng vậy con gái, chúng ta mời chủ tịch Lâm để ăn cơm đi. Rèn sách cũng phải nhân lúc còn nóng chứ. Chuyện của hai đứa cũng nên bàn bạc rồi. Trương Đình Vũ kích động, đồng thời giơ ngón tay cái lên tán dương chồng mình. Đã hiểu ông ta làm tốt lắm. Tô Nhân nghe thấy vậy thì khẽ tái mặt. Mẹ đang nghĩ gì vậy chứ? Chủ tịch Lâm là người bệnh rồi, đâu phải là người muốn mời là mời được đâu. Huống hồ con và Lâm Minh còn chưa ly hôn, sao có thể nói như vậy được chứ? Chuyện hai đứa ly hôn đã rành ra cá rồi. Bây giờ bàn việc này trước rồi ly hôn là xong. Nếu hôm đó không phải vì công ty con xảy ra chuyện thì mẹ đã lôi hai đứa đi ly hôn rồi đó. Trương Tình Vũ hừ giọng. Mẹ đừng nói nữa, con nói rồi, con sẽ không ly hôn, ít nhất là thời điểm hiện tại sẽ không. Tô Nhân kích động nói ra. Trương Tình Vũ còn định nói gì đó nhưng đã bị Tô Quảng ghi lại. Tô Quảng nháy mắt với bà ta rồi mỉm cười. Con gái à, gần đây công việc của con quá áp lực, cha mẹ đều hiểu cả. Nếu con không muốn nói tới chuyện này thì cha mẹ cũng không ép, nhưng bữa cơm thì vẫn phải mời nhé. Dù sao thì chủ tịch Lâm cũng giúp chúng ta một chuyện lớn như vậy. Cha nghe nói Trị Thiên hôm đó đã bị chủ tịch Lâm đuổi việc đó, bên đó còn tiếp tục hợp tác với con nữa, nên bữa cơm này là không thể thiếu được. Điều này Tô Nhân chần chừ. Trương Tư Vũ thấy vậy lập tức hiểu ra ý của Tô Quảng, lôi hai đứa tới bàn ăn trước. Tới khi đó có bàn hôn sự hay không thì hai ông bà lên tiếng là xong. Sao nào con gái, nếu làm có vậy thôi mà con không làm được sao? Đây không phải là chuyện của cha mẹ đâu, mà là chuyện của con đó. Trương Tư Vũ nâng tâm lên. Nhưng mà mẹ, con nói rồi, con chưa chắc con đã có thể liên hệ được với chủ tịch Lâm. Con chưa thử thì sao biết là không liên hệ được, sao biết là chủ tịch Lâm có rảnh hay không? Con không thử mà đã quả quyết như vậy là sao? Chuyện này thôi được, để con thử. Nhưng còn nói trước, con mời chủ tịch Lâm ăn cơm cũng là chỉ vì công việc thôi, để bày tỏ sự cảm kích. Mọi người đừng có nghĩ nhiều đó. Tôi nhận thở dài, nói với vẻ thỏa hiệp. Vâng, cha mẹ biết rồi, nào ăn cơm thôi. Hai ông bà cười tươi như hoa. Lâm Minh cho điện thoại vào trong túi, lúc này cánh cửa phòng được mở ra. Chủ tịch Lâm, người bên phía Yến Kinh tới rồi. Tiếng hồ lên tiếng, ồ. Lâm Minh hơi bất ngờ, anh còn chưa hành động, thuốc mới cũng chưa có vấn đề gì mà người bên Yến Kinh đã tới rồi sao? Lẽ nào, đôi mắt Lâm Minh lấp lánh, anh mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Để họ đi. Vâng. Thư ký Tiếu Hồ đóng cửa lại, Lâm Minh ngồi xuống bàn. Một lúc sau, vài bóng hình xuất hiện ở trước cửa. Đi đầu chính là Lâm Ngữ Yên và Lâm Vũ Hào. Lâm Vũ Hào tươi cười bước vào phòng. Lâm Ngữ Yên thì không biểu cảm gì nhiều, nhưng khi cô ta nhìn thấy Lâm Minh thì bỗng sững sờ, phát thanh kêu lên. Là anh sao? Ồ, cô Lâm Ngữ Yên đấy à? Đã lâu không gặp. Lâm Minh liếc nhìn Lâm Ngữ Yên và thanh niên đáp lại. Hai người quen nhau sao? Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Vũ Hào tách liền. Đương nhiên là quen rồi, không chỉ quen cô đây mà còn quen cả cha cô ấy là Lâm Thái. Vì dù sao thì cha cô ấy vẫn còn nợ tôi một thứ mà. Lâm Minh lấy từ trong người ra một bức thư viết bằng máu, khẽ vung vẩy trước mặt. Lâm Ngữ Yên mặt cắt không còn hoặc máu,